Hello mọi người nha. Hôm nay trời bớt mưa rồi nên mới có thời gian để ra chợ Nhật Tảo để mà quay cảnh ve chai cho người coi. Mà hôm nay ác cái là ra đây gặp công an nó đuổi nên người ta bán ít quá trời nè. Không biết lát nữa có đông lại không. Đang ở góc Lý Văn Đế lại Tân Phước. Ghé thăm ông anh của mình mà nay máy móc rồi không có hết trơn, không có máy gì hết trơn. Ra chín muối là muối nó hết đồ là thua luôn. Chín chuối hết rồi. Nay ra thấy chân điện thoại quá trời nhưng mà cái xác này là mình không có hảo. Khoái iPhone hơn. Khoái iPhone đẹp hơn rồi. Anh bán tivi. Quy mà phẩm, loại này đầy cũ rồi, em ghi đầy cũ. Cái loại này chắc không có internet. Cái loại này không có internet, này đầy cũ. Em ghi đầy cũ. Nghe lo lớn lắm. Đây một dàn máy đồ là Samsung, đa số Samsung không, cái này là Z3 nè. Mua gì làm gì được rồi đó mà không ai mua, biết tức vậy đó. Ừ. Có một con G7 nè, G7 này mà màn hình nó chua quá nên không có dám mua về để dựng lại. F1 đồ này nọ thì dễ. G7 con này ổng nó cắm còn rung nè, lên nguồn về thay màn hình là lầm. Bán được tầm 2 triệu. Ừ, 2 triệu thì đâu. Ở tôi bán một con G7 có nhiêu đâu, mấy trăm ngàn. Thì ra muốn như con G7 FX mà nó 2 thay màn hình sao, thay màn hình không người khách không lấy. Tức là hai dòng á. Một cái thằng nhỏ xíu á chứ tỉnh nó gửi lên á, nó gửi nó cũng mười mấy tuổi chắc không có tiền. Nó gửi lên sửa xong rồi báo giá nó có 1 triệu thôi mà nó không chịu lấy máy về. Bỏ mình cuối cùng mình bán lỗ bán 800 mà. Tại vì cái con này nó xài á rồi nó hấp hồi rồi màn hình nó là tại vì cái màn hình thì tại vì cái thiết kế màn hình nó AMOLED thật sự giá trị nó không có, nó hấp hồi rồi bán lỗ chết bà luôn. Ở đây có rất nhiều flash iPhone, mấy con này đây là có con Nokia trái chuối nãy bên nguồn ngon lắm đó, thấy không? Nokia trái chuối cái đó bấm nút nguồn á, bấm nút tăng âm lượng á, thì bấm nút tăng âm lượng lên, nó bị vậy, bấm nút tăng âm lượng lên là hết rồi. À. Cái này là do mình thay màn hình rồi nè, nó bị che cái chỗ này nè. Bây giờ làm sao cho nó hết? Muốn hết phải vô trong cài đặt á, vú cảm ứng ăn vậy. Rồi trong cài đặt á, cái cài đặt lâu rồi không gắm là nhớ quên tiêu. Để tắt trong đây nè, nó có một cái chỗ để tắt. Đây nè, hạn chế thao tác cảm ứng nhầm nè. Rồi được rồi đó, xong rồi đó. Xong rồi. Rồi nó hết hiện lên đó. Hết hiện lên. Máy thay màn hình một lần rồi phải không? Thay màn hình rồi nó hay bị vậy á. Đúng không? Đúng rồi. Mình tắt cái chức năng ở trong đó là được rồi. Tháo men đây thì 4 sợi. Trả giá dữ. Còn cây đi ăn 300 ngàn cái cùi á. Bên đây có bán trái cây, bán rau củ. Trả giá dữ rồi, thánh thái ra. Nói là mua trộn, mua ngoài đây còn nói gì nữa. Bởi vậy, mua sát mua vậy là chết. Tôi mua là tôi đâu có phải là mua đậu ngoài đây đâu. Mua đậu. Giờ này chắc mọi người bắt đầu dọn ra từ đó mọi người, tại vì sáng không nghe nó quần lên tăng, giờ này không đi nữa đâu. Hả? Mình cái vali đặt đi. Vali này có cái chân xếp, xếp vô xếp ra hay. Cái chân xếp là xếp vô. Mát nữa để canh tập đông rồi đi ra ăn coi đồ. Thấy ông thích rồi ta, nó còn ốc gì nữa. Nó còn giống hoa con năm này nè. Mua cho luôn á. Nhưng mà nó móc vô nó thấy ông vui rồi, thấy táo nè. Ông lớn này bán cho tôi coi, bán
cái gì đó cái gì học tiếng Nhật đó. À này máy máy này máy gì máy gì chân điện hả? Còn lên nguồn bình thường phải không? Lên bình thường sao? Bán nhiêu? Bán nhiêu báo giá không? Gì sập man? Ba thị phải không? Đây là cái máy kim từ điển hiệu Sáp nha mọi người. Đó. Còn lên nguồn bình thường là bán 3 tỷ. Bán ngay góc đường Tân Phước với lại Lý Nam Đế nè, đó, chỗ mối ruột của mình đó. Nên anh em cứ đến ủng hộ. Bữa nào ông vợ ra nói tiếng Hoa. Đến sớm thì còn đến trễ không có tới ngày mai. Gia trai là không qua tới ngày mai. Đồ chị trai không qua tới ngày mai. Bình thường đúng rồi. Ủa, sập đồ thơm luôn. Đi bán được trái mày. Thịt đồ thơm cho nó mau đi hàng hả? À? Này là cái con ngô hai đầy đầu. Ông xịt một cái một cũng thơm hết miên cái làng này luôn á. Này gì vậy? Vivo. Còn cái vỏ không? Còn cái vỏ không? Bán cho anh em về cái gì vậy chuối à? Lấy chuối về làm gì? Bán nhiêu? Cái rẻ vậy? Từ Trung Quốc hả? lấy về nhà anh em nào cần nghe gọi chữa cháy thì bán lại người ta sim nghe gọi ok cái gì để đi mua ủng hộ cho ông anh ông bán mở hàng đây nói mở hàng chứ sáng giờ ông bán dữ lắm rồi đó bộ mấy xác này toàn xác tệ không ạ à? Không có xác nào đã đỡ hả xác nào lành xíu về dựng đỡ xác nào mà không có đất cát đất đồ đỡ có xác nào mà hên xui không hả chưa biết luôn hả chưa biết luôn hả mua mình sắp gì không mua không có mua ngoài đây đâu mua biết là rồi. Mua trong giống như là mình đi vô nhà mình biết rồi phù pin phải không? Ngoài đây là không có bán được. Mấy này dòng này nó hên xui nè. Cái dòng này là chưa mở ra nè. Không có mở, mấy đã nói là tôi mua là tôi không có mở luôn mà. Thấy vậy đó anh em mình. Còn cây này sao? Cái đó là không biết. Không biết. Mấy mấy đồ này không biết, mấy iPhone 3 này là lên nè. Mấy này thì ấy hết rồi, mấy iPhone 3 này cũ quá giờ là biết làm. Không lên còn nghe gọi. Đâu cái nào nghe gọi đâu. Cái nào cũng nghe gọi luôn. Không có bị cái gì luôn. Chỉ sợ về pin xài không ngon mấy cái mày giờ kiếm pin cũng ra sạc luôn sạc thử chơi rồi đó để vô chân về rồi rồi này màu trắng gom đây mấy cây mà giống tiền ăn sáng thôi giống tiền ăn sáng thôi cây nào lên đâu nãy thấy cây nào còn lên hên hết luôn cây nào cũng lên hết rồi có cây này cây nào cũng thử rồi cây nào cũng thử nghe gọi rồi được chưa cây nào đâu có, cây nhớ không nhớ đâu mấy cây này không nhớ quá tại mất công lấy nhầm mấy cây máy lóc về mất công không có lóc không nhớ rồi lấy đi ừ, lấy chứ để lấy cây kiếm cây nào đỡ đỡ chạy màn hình chứ kiếm cây nào đẹp á hôm qua có xé cây đẹp lắm mà mấy cây này nè má nó để chứ tôi bể luôn á tôi bể nè mới xé hôm qua nút hòm chạy quá cái này là đẹp xíu nút hòm chạy vậy thấy cái trắng trắng được mà cái trắng này nó chạy màn hình thôi chạy nhiều chưa thử hả ở nhà cũng sát quá trời mà làm biến dựng lại quá không có thời gian thà mua về nguyên con luôn chưa rồi cái này nó còn dám kêu nè ốc vít còn nè cái này ốc vít còn à, mấy cái đó là cái này là 3G nè cái này là 3G thường 3G thường không hả này 3GS nè này 3GS bóng nè này cái này 3GS nè cái nào mà cái chữ này bóng lên đó là 3GS cái chữ mà nó chữ nó như chữ thường thôi đó, này này 3GS nè còn cây 3G thường nè cái chữ nó bình thường nè nó không có bóng lên nè cây nào được được về dựng lên thay cái vỏ khác thôi lấy cây trắng này cây trắng hên xui hả để coi sạc thử có dây sạc không
để cây trắng đi. Chắc lấy cây trắng quá. Cái này 3G thường. Cây này đẹp nhất nè, 3G thường. Mình lấy cây trắng về anh xui thử coi sao. Cái này đi. Đó. Còn gì nữa? Lâu lâu ra là tốn tiền à. Cứ đi là tốn tiền. Còn cây nào đẹp đẹp nữa không? Máy móc quá trời đất trời. Bây giờ công an á chắc hết đi vậy. Giờ này tới chiều mới còn đi không công an hoàn không? Hết luôn. Kệ mấy người ra bán từ vậy. Trời ơi, kêu rồi. Cái ba cái này đi. Cái ba xác này về đi. Cái chuối này nhiêu đi? Tất cả 2 xị phải không? Lấy hết tất cả 2 xị mà đem về nhà hên xui mẹ đi. Có nhiêu tiền không? Ok, tiền trao cắm hết. Thì mình sẽ đi dài dài qua bên kia mọi người nha, đi dài dài qua kia coi bên kia nữa. Tại bữa nay công an nó đủ buổi sáng nên giờ ra không thấy ai hết trơn. Tưởng đâu mưa quá nên không có bán. Để đó cho em nha. Ấm nào còn xài được không? Ấm này là mắc hả? Ấm này lấy 70 hả? Con coi ấm này coi. Siêu tóc cái gì? Đúng rồi. Xài ngon luôn. Đâu mở nắp ra coi nha cái. Bao xài ngon luôn. Về rửa sạch sẽ đi. Mới mua á. Nhiều. Thử hết rồi, 100.000 bao xài luôn mà. 70 rồi, cộng đưa. Đây nó có đèn nè. Nó có đèn luôn. Đèn nào này đây à? Cắm điện vô là có đèn liền. 600. Không có bị cái gì hết. Nhiều, bỏ đi. 70 rồi, lấy 10 rồi. Cái giá còn mua vô được mà. Làm giá sửa chữa người ta là lại già gọi bán cái gì mua. Thì mình thử đại giỏi luôn, mà lấy xài được. Thôi 70 đi, mà lấy được. Rồi. Mua vô mà. Còn cái này mua vô cả 100.000 luôn rồi thấy không? Cái này bự quá đâu có xài tới. Cái nhỏ đó để dành nấu nước pha trà thôi. Bây giờ để bỏ hàng thì 80 đi giờ. 80 à? 80 đi rồi, lấy lại đi. Rồi 80 luôn, 80 Có không kiếm có 10.000 à được không? Dám 10.000 đâu. Không 10.000 thiệt á. Rồi, lấy luôn. Mình đi có một mình nè mọi người. Hôm nay mưa gió nên cũng không có rủ được ai đi chung. Lại sáng nay thứ nhất là mưa, thứ hai là sáng không ăn quần quá nên cũng không có ai bán dây chai, nhiều vắng quá. Gà thấy vắng què. Bên phía bên Tân Phước vắng què không có ai bán. Thì cũng ghé vô tiệm cơm cũ để ăn cơm, lấy sức để lát vòng vòng. Vô tiệm cơm ngay chỗ góc đường Tân Phước với lại Vĩnh Viễn. Ở đây người ta bán dây chai đông lắm, mình phải mình quay cho bạn xem. Thì ăn cơm ăn cơm canh với lại xương. Ở đây thì người ta ngay quán cà phê góc phố nè. Quán cà phê góc phố là chỗ này người ta ngồi người ta bán điện thoại ấy. Đông lắm. Quán cà phê góc phố. Bây giờ mình ăn cơm rồi nè. Tiếp tục vừa ăn cơm xong thì lại đi tiếp tục đi quần ve chai nha mọi người. Cơm xong rồi đi quần cái chai tiếp. Mới ghé góc này mua được một con 4G của ông anh. Nó hư đúng hôm thì nắp lưng thôi, 150. Đang thối tiền. Đang đổi tiền thối. Đây, mối mà, mối ruột. Qua đây coi anh đây coi. Alo, tụi mọi người xin đổi đi, thiếu trả 2 xì. Rồi, đó, đó. Bên anh bán sát nhiều lắm rồi. Thì góc Vĩnh Viễn là anh Đế. Góc Vĩnh Viễn là anh Đế. Này sát năm. Sát năm vỏ còn đẹp. Mua về lấy gì ta? Mua về lấy bộ vỏ. Mua về lấy bộ vỏ cũng đỡ.
cái bộ vỏ thay khách cũng được. 5G. Ôi bà ơi, 4 mét quá trời. Con này đi ba. Bữa giờ mưa bán đỡ không anh? Ơi mà. Bán hồi. Em cũng đâu ra được đâu, mưa quá đâu ra đây được đâu. Mưa sao quá. Ngã cái mưa. Sáng công an quận sao mà thấy góc bên đây không que à. Sáng quận xuống hôn. Mưa gió mà ngập cái đi quần nữa. Sáng này sát rồi đập nát. Em anh 5 nút, có 7 nút rồi, có 4 nút rồi. Rồi nó to đi. Này mua về hên xui chắc có thể lấy được linh kiện không? Có 4 nút ra đâu 7 nút mà. Đâu đúng mà. Giờ mình sẽ đi lấy xe và đi ảo gạo thêm một vòng nữa coi có cái gì hot hot không. Ăn cơm ở đây. Ăn cơm ở đây mình để xe đây. Bây giờ đi anh. Tiếp tục đi quần kiếm thêm mớ nữa. Lỡ ra rồi đi vòng vòng kiếm được nhiều nhiều đồ xíu về để dành làm clip rồi dựng này nọ cho các bạn coi được. Tiếp tục đi ra góc đường thăm ông anh béo béo. Ông anh béo béo của mình. Ra đây lụm được thêm một mớ đồ nữa các bạn. Mua được con iPhone 5 đầu gà đất dịch, iPhone 5 gà đầu đất dịch nè, 400.000 về nhà để mình sàng qua sàng lại, ngon lành. Giờ lấy ốp về. Lấy ốp về dễ bán hàng hơn. Ốp đẹp chứ không? 5 xì vậy mọi người. Cái này nút hôm nó bị liệt thì mình về nổi nút hôm nhé. Không luôn. Hả? Con nhớ quay xong rồi mình về mình phải lên. Coi em quay thêm vô nhớ không ai lao rồi máy đẹp 4 xì về nhà đổi màn hình màu đen rồi còn 5 giờ em kia nó trả giá hoài không chịu mua mình ra mình lụm luôn rồi chứ sao giờ thấy được được thì mua đi chứ đâu có đâu anh có quay em làm gì đâu. Bảy tiếng luôn hả? Nhiêu? Bây giờ xanh nè, nó đang nhiêu bán gái em bán đi. Mày cái bằng gái là cũng bán 3 xe là cái được á. Đông lắm mà, giờ này buổi trưa đông lắm. Khúc này người ta mới vào không bán này, nãy là do bên kia công an nó cược quá. Mối này ra ngồi đây luôn hả? Trời ơi, bữa giờ không biết. Chú gì cả. Rồi, ra lâu chưa? Bữa giờ tưởng đâu bỏ rồi chứ. Rồi, ông anh này quen lắm nè, nhưng mà không có quay mặt được ha. Nè, ông anh này quen lắm nè. Một fan của mình đó, nhưng mà hôm nay ra bán qua chai luôn, ghê thiệt. Bữa giờ có chịu quay không? Bữa giờ à, không. Bữa giờ ra bán đây lâu chưa? Có ngồi chỗ này không hay là đi quay lại hoài? Tại cách đây gần tháng này tôi chưa ra đây. Máy máy này là sát hay là có thằng nào lên không? Sát không. Không dựng máy lên ngon lành bán dễ. Nó sát không ạ? Đồng hồ, bô. Rẻ là có là bỏ cái hết rồi đấy bạn. Cái này bỏ thấy quá trời luôn. Năm ba đi có. Lần cái. Năm ba đi có không? 16 à. Năm ba. 16 à. Cái 33 đi được không? Có 33 ghi nữa. Có. Đâu quá chậu kia.
quá ha. Thả hoa kia được không? Thả hoa kia được không? Nhét kìa nhét vô cái ấy hả? Đấy nó vừa. Có thể cào luôn. Cái này để nhìn gì vậy? Này kính gì vậy? Mày tắt điện thoại người ta đi đủ quá, mày cầm mà mày múa vô mặt cái mày lên mặt mày nè, quay đây không à, múa mặt hoài. Quay cái gì mày quay không làm như đẹp lắm. Đúng rồi, quay cái bụng mặt cả anh quay. Quay mấy đồng hồ cho anh em coi chơi nè. Quay tí nè, tí chiên về chỗ em coi. Cái em bèn tôi lấy. Vậy là pin Motorola phù nè. Đây bán mấy sạc dự phòng nữa. Quá trời quá. Nắp pin nè. Có đèn pin nè. Xe không lạ lạ không? À, ghé qua chuyến tàu bay để mua mấy cái linh kiện về làm sửa máy nha bạn. Giờ buổi trưa nên khách cũng vắng chứ bình thường sáng khách đông lắm nè. Giờ này 12 giờ. Mình mua cái khung sườn ở bầu F9 về sửa máy cho các bạn kia. Đây là nhân viên sinh gái. Nhìn thân thể. Đưa đón đồ công nghệ nhiều quá trời. Cái gì cũng có hết. Xiaomi nó sản xuất rất là nhiều cái mặt hàng. Đây là cái xe thăng bằng này. Máy xe thăng bằng rồi, cuối cùng cũng về đến nhà rồi mọi người. Quần buổi sáng đuối quá trời đuối. Hôm nay cũng không có thu hoạch gì được nhiều, thì chỉ mua được một cái ấm điện này. Cái bình siêu tốc này ổng bán 100.000, mình trả giá 70, ổng bán 80 nè. Và mình mua 80 thì cũng có cảm giác hơi hố hố. Đây là cái đế điện nó nè. Dây nhợ thì nó cũng ok rồi nha, dây nhợ rất là chắc chắn luôn nè. Cái hiệu này là hiệu Delix nè. Đó. Và nó để cũng được 2 lít rồi nha. Cái bình này nấu được 2 lít nước nha. Bình nấu được 2 lít nước. Mở lên nè. Ở bên đây ở hai bên đây nó có hai cái ngấn nè, nó có hai cái ngấn nhô ra để mà nó giữ cái bình lại, giữ cái nắp lại nè. Còn đây là cái chỗ để nó gót nước ra, nhưng nó có một miếng lọc vậy nha. Nó có một miếng lọc để chúng ta lọc những cái xác này nọ, những cái ấy đó, cái bã đó, bã dơ ấy, giữ lại nó có lưới lọc này. Ok, mình sẽ để lên thử cái đế cho bạn xem này. Đó thì ông nói là ở đây cái bình chúng ta có đèn báo đây nè, thì mình sẽ thử bật lên coi có đèn báo coi máy còn sống không nha. Các bạn lên nè. Đó thì giờ mình sẽ thử đổ nước vô mình nấu thử coi trong khoảng bao lâu thì nó sôi nha. Mình sẽ thử nấu chèn luôn, nấu 2 lít nước luôn. Mình vừa đây các bạn. Ở đây là vạch mát nè, là chúng ta chỉ đổ nước tới đây thôi các bạn nha, chứ không đổ tới tràn họng. Đây là khi nó sôi nó tràn ngoài á. Ok, mở điện thì sẽ để coi khoảng bao lâu thì nó sôi nha. 2 lít nước nè. Thì ở đây mình có mua được một cái con iPhone 5 nè các bạn. iPhone 5 có ốp lưng luôn, không ai lao clip các bạn nha. Hư đúc home, nó hư đúc home nè. Màn hình màu trắng nhưng mà cái vỏ màu đen, thì mình mua về mình sẽ đổi cái vỏ màu đen thành vỏ màu trắng nha, để không khỏi mất công ta mua màn hình. Còn nút home này thì đơn giản thôi, nút home chỉ cần tháo ra sửa là xong rồi. Đó, ở đây máy móc thì ok hết. Cái thằng kế bên đó, nó coi máy nó đầu gì nó trả giá ổng quá trời. Mình lại mình thấy ổng hỏi 500 mua được không, mình nói 400 lụm luôn. Ok, lụm luôn, phải mất công. Lèo nghèo thấy được mà ổn mà. 400 là ổn rồi nha, đó. Máy móc rồi, camera riết rồi ok hết, wifi phép. Đó, ai lao, ho lao không có ho lao luôn nha, máy không có ho lao. Không có ung thư phổi ho lao gì cả. Đây nè, wifi vào ao luôn nè. Nhặt rung được coi. Nhặt rung nè. Nhặt rung ok luôn, tăng giảm âm lượng. Cái nút tăng âm lượng thì nó hơi cứng nè, mình hình chỉnh lại. Giảm âm lượng lắm được, còn tăng âm lượng thì nó cứng, nó bị kẹt. Thì mình sẽ sửa lại. Nói chung là mình là thợ thì mình sẽ làm lại được hết, không có hư hao gì cả. Đó, còn đây là mấy cái sát điện thoại. Tính ra sáng giờ đi mua cũng hết gần cái triệu bạc các bạn. Cái con iPhone này 400.000 nè. Cái bình nước hết 80, 480. 480 với lại một đống máy xác này là hết một đống máy xác này hết 200.
Ôi chết mồ rồi, rồi xong rồi, quên rồi. Bỏ quên một cái điện thoại mua 150 ngàn của ông anh kia ở đâu rồi. Trời ơi, cái điện thoại của anh Bốn mua 150 ngàn. Chết mồ rồi. Mình cầm lên cầm xuống rồi, mình vô tình mình bỏ lộn xuống chỗ dây chai của ông nào rồi. Chết chưa? Khổ không? Trời ơi trời. Mình mua cái con phone 4 còn lên nguồn bằng đàng hoàng luôn, giá 150 ngàn của ông anh ngay chỗ góc góc đường Vĩnh Viễn. Rồi xong luôn bà cố ơi. Hai bốn cái này là mua 200 ngàn của ông anh ngay chỗ góc Lý Nam Đế. Cái chuối nè. Trời ơi trời. Rồi xong tức chết luôn rồi trời ơi. 150 ngàn, 150 ngàn mua công anh đó xong rồi mình bỏ túi quần. Mình bỏ túi quần mình móc ra móc vô xong rồi chắc mình là mình lại chỗ máy chỗ nào nè. Mình lại chỗ mua đồ chỗ nào bắt đầu mình lựa. Mình ngồi xuống mình lựa xong mình vô tình bỏ cái máy mình xuống cái chỗ của người ta luôn rồi. Trời ơi trời. Tức đứt ruột đứt gan hết trơn luôn á. Mình tiếc là tiếc như vậy thôi chứ thật sự 150 ngàn đối mình thì uống trầu phê hết rồi, nhưng mà mình tức cái là mua con máy không ai lao hay gì cả. Giờ bỏ rồi. Nay nó sôi rồi các bạn. Nó bắt đầu nó sôi tim rồi đó. Bình này mình nghĩ là tầm 5 phút. Khoảng 5 phút sôi. Tức quá trời tức luôn các bạn ơi. Thôi, tức quá rồi không còn cái tinh thần làm clip nữa rồi các bạn ơi. Đây là chiếc chuối nè. Cái chuối này mấy chục ngàn à. Đó, bốn cái máy này chỉ có 200 ngàn thôi. Còn cái con iPhone 4 kia mất rồi. Vô tình bỏ xuống cái chỗ nào cũng tiêu rồi. Ok thôi anh, hôm nay thì mình chỉ làm clip đến đây thôi các bạn nha. Để lâu lâu mới trời không có mưa mới ra quay clip các bạn coi được. Đó thì hôm nay ra mua được mớ đống này thế này. Đó là cũng hết cả triệu bạc. Con này 400, 200 và hết 6 cái này nữa là coi như là 7 đi. 7 với lại cái con iPhone kia 150 là 850 ha. 850. Tiền ăn sáng ăn trưa nữa, hồi sáng thì hết 1 triệu bạc thôi. Chút sắp sôi nè, nó kêu nè, nó sôi tim lên nè. Đây sôi các bạn, sôi tim lên nè. Cái bình còn hoạt động bình thường nha, giờ mình chỉ cần xúc rửa. Mình xúc rửa, mình vệ sinh sạch sẽ là được rồi. Cái bình nói chung là cái ấm nấu nước mà không phải là cái đồ gì nên nó không có dơ. Ấm nấu nước thì mình không có ngại. Ấm nấu nước là người ta nấu nước uống này nọ thôi, mình chỉ cần xúc rửa sạch sẽ là được rồi. Ok, mình kết thúc video đây các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn.